Thưa quý vị, trong 3 ngày từ 16 đến 18 tháng 9, đồng bào dân tộc Khmer trong cả nước hân hoan đón mừng lễ Sen Đôn Ta cổ truyền, còn gọi là lễ cúng ông bà tổ tiên. Trong dịp này, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều hoạt động thăm hỏi chúc mừng. Tỉnh Sóc Trăng đã cử 8 đoàn công tác đi thăm hỏi và tặng quà cho các vị cán bộ hưu trí, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc tôn giáo tiêu biểu trong tỉnh, động viên các vị tiếp tục phát huy uy tín của mình để khích lệ phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh ở những vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Chúc đồng bào đón lễ vui tươi, tiết kiệm, an toàn, đặc biệt là lưu ý phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 khi có đông người đi lễ chùa hoặc tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí ở khu dân cư.